lãnh đạo thế giới chúc mừng Tổng thống Brazil tương lai. Tổng thống Mỹ Biden chúc mừng ông Lula chiến thắng cuộc bầu cử tự do, công bằng. Trong khi lãnh đạo Pháp Macron gọi đây là trang mới cho Brazil, xin gửi lời chúc mừng tới Luiz Inácio Lula da Silva khi ông được bầu làm tổng thống tiếp theo của Brazil qua cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy. Tôi mong muốn hợp tác cùng ông để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước chúng ta trong những năm tháng tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời chúc chính trị gia Brazil Lula ngày 30 tháng 10. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhanh chóng chúc mừng chính trị gia cánh tả Brazil Lula sắp trở thành lãnh đạo mới của quốc gia này, gọi chiến thắng của ông Lula là trang mới cho lịch sử Brazil. Chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu với nhiều thách thức chung và làm mới mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông Macron đăng trên Twitter chỉ vài phút sau khi Brazil công bố kết quả bầu cử tổng thống. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ mong muốn làm việc với ông Lula để tăng cường quan hệ đối tác hai nước và thúc đẩy các ưu tiên chung như vấn đề bảo vệ môi trường. Lãnh đạo phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu EU Josep Borrell cho biết người dân Brazil đã chọn ra tổng thống mới của đất nước qua cuộc bầu cử hòa bình và được tổ chức tốt. Chúc mừng ông Lula về chiến thắng bầu cử. Tôi mong muốn làm việc cùng ông và thúc đẩy quan hệ EU-Brazil thông qua chính phủ mới của ông. Ông Borrell đăng trên Twitter, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, 77 tuổi, hôm 30 tháng 10 đánh bại đối thủ Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử, trở thành lãnh đạo tương lai của đất nước. Ông Lula dự kiến nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Ông Lula từng lãnh đạo Brazil trong hai nhiệm kỳ giai đoạn năm 2003-2010. Với nhiệm kỳ thứ 3 của mình sắp tới, ông Lula sẽ đương đầu với nền kinh tế trì trệ hậu Covid-19, các ràng buộc ngân sách khó khăn hơn và một cơ quan lập pháp ít đồng thuận hơn.